Hello, xin chào các bạn. Mình là Lê Bằng Giang. Đây, hiện tại mình đang có mặt ở quê đây. Thì tiếp theo mình sẽ quay một cái xưởng mộc ở làng của mình, sản xuất rất nhiều các loại trường thủy, chè và sập gỗ, giá rất là hợp lý. Thì bây giờ mình sẽ quay chi tiết trong xưởng và giới thiệu một số cái sản phẩm mà chủ xưởng đang đóng. Thì các bạn, cô chú, anh chị, các bạn trên khắp mọi miền đất nước có nhu cầu thì có thể liên hệ trực tiếp đến chủ xưởng để hỏi thăm chi tiết về sản phẩm cũng như là giá cả. Bây giờ mình sẽ review sơ qua một vòng xưởng. Đây là xưởng rất là lớn ha. Bác chủ bác cái đang đóng đấy. Bây giờ mình sẽ quay chi tiết nhá. Các bạn theo dõi nhá. Đây, xưởng nhà bác là rất lớn. Cùng mấy thôn của mình luôn. Đang đóng tất cả các loại trường. Cái xã của mình là một trong những nơi sản xuất rất là nhiều trường kỷ. Đây, cố này xẻ về rồi để phơi khô đây, làm vai, làm tay, ghế đấy. Bác đang làm cái này, vai trường này, đây là vai ghế, này gỗ cụ này, vai ghế, đây là tất cả là mặt trường, mặt này là mặt trường ha. Đấy, đây là mặt của trường, bộ trường kỷ, mặt gỗ cụ. Và đây nữa này, đấy, đây là gọi là cái yếm dưới đúng không? Đó, dạ dưới của bộ trường kỷ. Đây là dạ, này là dạ, cũng là dạ vụ này, dạ vụ, và dạ này là cao cấp, dạ này là dạ hàng của hàng cao cấp hơn này. Đấy là hàng cẩm, đấy dạ của cẩm và rất là dày nhá các bạn. Không, này dày 4 phân đúng không, 4 phân đấy, còn dạ bình thường kia chỉ có 2,5 đến 3 phân thôi, nhưng mà dạ này là bộ vít này, đấy gỗ cẩm đấy nhá các bạn, nhìn gỗ cẩm là 4 phân. Đấy, và đây là những cái sản phẩm, cái này là yếm mặt, rồi yếm đó, dưới của cái tủ, cái này cái bàn đúng không, mặt của bàn đó, rất là nhiều. Và gỗ ông chủ để khô này, ở làng mình là ai đóng trường cũng để rất là khô nhá, tại vì mùa này là mùa hè. Đấy, nên mà gỗ mà không để khô mà đóng tươi ấy, thì rất dễ là bị khô ngót và nứt. Đây đây nhá, ở quê mình đấy là đàn đông đàn bà, già trẻ gái trai là đều thi công được hết được trường luôn á, đều là tay nghề. Đấy, đây là một bác này đang làm hoàn thiện bộ ghế. Đấy, đây là một bộ ghế là rất là lớn nhá, chân này là chân 13 chỉ này. Đấy, chân 13 chỉ, gỗ này là gỗ lim Nam Phi, chiều dài là của cái ghế này là 2m50 đúng không, 2m57, chân 13 chỉ. Đấy, đóng này là đóng trơn. Đấy, khách người ta đặt người ta kêu đóng trơn, tất cả những cái này là chỉ không đục thủng. Đấy, cái này chắc là người ta muốn để cho nó lau chùi cho dễ, hai mặt như nhau. Đấy, nhám nho đằng trong như thế là 2m57, bộ đại gỗ lim Nam Phi. Đây này, đấy, trả giày 3,5 là rất chắc chắn nhá, sản phẩm làng nghề đây này, thang đố các thứ là rất là chắc. Đặc biệt nữa là cái mặt ván đây này, thường là mặt ván là của ở này đấy, mặt bàn sau tí nó vào cái ghế quay là người ta làm chỉ có 3 chỉ thôi, là 2 phân đậu, cái này là phải mấy nhỉ, 4 chỉ, làm 4 chỉ mặt 2/4, rất là chắc chắn. Hàng này gỗ lim Nam Phi, đấy là ở chủ xưởng đặt là khoảng giá khoảng trên 20 triệu một bộ. Đấy, tí nữa phải quay cái mặt đằng trên chưa, vòng này bác cái đang làm đây. Còn bộ này là bộ tích Tam Quốc, gỗ này là gỗ gì đây anh nhỉ, lim Nam Phi, nhưng mà lim này nhìn nó sáng màu đúng không. Đấy, lim Nam Phi, bộ này là bộ nhỏ trung đúng không, 2m hay là 1m97, 2m17, bộ đại đấy hả, bộ đại nhá, bộ đại 2m17, chiều ngang ghế là 2m17, chân là chân 11 chỉ hay 9 chỉ đây, chân 11 chỉ ha. Đục này là đục như kiểu là tích Tam Quốc đúng không? Hàng vừa tiền ha. Thang đố rất là chắc chắn. Bộ này bán giá tại xưởng là 14 triệu. Bán thô này ha. Bán thô, nếu mà cô chú anh chị và các bạn mà có nhu cầu hoàn thiện chà nhám, đấy chà nhám kỹ như này. Cô chú sẽ chà mấy lần nữa nhỉ? Thấy nó sơn được đúng không? 3 lần. Đấy, chà nhám thật kỹ. Rồi xong vai cũng đoạn, rồi phun đi phun lại lót. Đó. Thì là một hoàn thành một bộ là khoảng bao nhiêu tiền nữa? Cộng thêm 3 triệu là hoàn thiện một bộ. Đấy, là cô chú anh chị các bạn chỉ mua về
và đặt vào và để ngồi thôi. Cái này xưởng này có là ship toàn quốc nhá, có là vận chuyển toàn quốc. Giá thì sẽ trao đổi tùy từng tỉnh thành khác nhau. Đây mình sẽ view vào sâu vào trong cái xưởng này. Đấy, đây là gỗ nhá, gỗ chất đống để rất là khô. Đấy, rất là khô. Thì cái số điện thoại của chủ xưởng thì mình có để ở cái bảng mô tả của video nhá. Đấy, cô chú anh chị các bạn có nhu cầu mua sản phẩm thì có thể gọi điện trực tiếp cho chủ xưởng. Đây là máy móc này. Đấy, đây là bây giờ mình view cái bộ cái ghế nữa của cái bộ đúng đấy. Đây là bộ của Lim Lang Phi. Ở đây là đóng mộng biết các thứ hết rồi nhá. Mặt này chưa vam đấy. Đây nha, là cái này là mộng mới. Đây là bốn chỉ này. Đấy, nhìn chưa? Đấy. Bốn chỉ 1 2 3 4 là 2,5. Ghế rất là chắc chắn nhá. Dài 2m57. Rất là dài. Phù vì đấy. Phù vì tay. Còn cái cuốn này là cuốn rộng bao nhiêu? Cuốn này là cuốn 9,5. 15. 9,5 15. Cuốn rất là nặng. Hai ông, hai bố, ba ông là không bê được cái ghế này. Đấy, đây là xưởng này. Đấy, bộ ghế là để rất là nhiều. Đây và đây này này. Đây đang chủ xưởng đang dựng một trong những cái bộ là gọi là rất là mắc tiền VIP. Đây là cẩm đúng không? Cẩm lai. Cẩm kê va. Cẩm này là cũng chưa VIP bằng cẩm chun nhưng mà hàng này là cũng hàng VIP. Nếu mà trung bình một bộ này là bán là khoảng bao nhiêu tiền? Bộ này giờ nó vô giá. Vô giá. Cái hàng này gỗ này nó không về Việt Nam nữa. Đây là chân của nó là chân cũng chân 11 chỉ đúng không? Hàng đại này. Đấy, đây là chân của bộ ghế này. Chỉ đây chỉ 7 ly. Chỉ 7 ly. Chỉ lớn đúng không? Dạ vâng. Đó, rất là đẹp, rất là chắc chắn. Đấy. Đây là một vòng quanh xung quanh xưởng nhá. Đấy. Đây là một trong những xưởng sản xuất rất là nhiều trường. Bây giờ mình vào trong nhà có một số cái bộ, một số sản phẩm rất là đặc biệt muốn quay để giới thiệu cho cô chú anh chị các bạn. Đấy, một số sản phẩm thì đang để ở trong nhà. Rồi đi cho mọi coi. Ở làng mình là một làng nghề chuyên đóng đồ gỗ. Đây có cái một cái sập, mặt của sập đang dựng. Mặt sập này là mặt sập gụ nhá. Gụ này là gụ Lào đúng không? Gụ Lào là hai tấm rộng 1m6 x 2m. Đây là mặt mới dựng được xong cái mặt, còn chân nữa chưa tính. Thì bộ này nếu mà hoàn thiện là từ 35 cho tới 40 triệu là hoàn thiện nhá. Chỉ các cô chú chị chỉ mua về và chỉ để cho kê thôi, hoàn thiện sơn xuôi các thứ đầy đủ. Đây đang để tất cả cho chế độ khô này, gỗ này đảm bảo nó khô đúng không? Đấy, để đầu đầy ngót đấy. Đây còn đây là cũng là sản phẩm đây này. Đây là mặt của tiếu mặt bàn này. Mặt bàn cũng là của gỗ ở ngoài kia đấy, nhưng mà đặt ở trong nhà. Thường thường cái mặt bàn này phía trước là bộ 53 x 15 chiều ngang này, chiều ngang từ đây sang đây 53 1m15. Đây và một sản phẩm nữa cũng gọi là sản phẩm này là một trong những sản phẩm tiêu biểu của làng nghề. Đấy, làng nghề Nhân Khang Lý Hà Nam là đóng chuyên về trường kỷ, tù tre và sập. Đấy, lúc nãy giới thiệu sập rồi. Và tù tre. Đây là các bạn là tù tre thì phù hợp với những cái nhà mà ba gian, nhà cổ đúng không? Theo cái lối cổ điển ấy thì rất là xài, rất đẹp. Đấy, với kể cả cái tủ tivi nữa. Đấy, nhưng bây giờ mình quay chỉ cái này nè. Đây. Đây là gỗ cẩm nhá. Hàng này hàng là VIP đấy. Nha. Quan nhìn này, vân này. Cái này mới lót đấy đúng không? Dạ cái này đánh để trơn đấy ạ. À? Đó, đấy nhìn không? Để trơn mà chưa phun viết rồi đúng không? Dạ vâng. Rồi đấy mình nhìn cái vân cẩm đẹp như này. Thấy không? Như một cái bức tranh luôn. Đó, rất là đẹp. Thì cái bộ này giá trung bình mình bán là bao nhiêu? Khoảng bao nhiêu tiền? Hàng VIP như này. Cái này hàng rất là đây có một số chưa xong nhưng mà đây là quay sản phẩm gọi là chưa hoàn thiện lắm. Đó. Cái này là chiều từ đây sang kia là bao nhiêu? 1m87. 1m87 chiều sâu. Chiều sâu 47. Chiều sâu 47. Đó, chiều sâu là từ cái này xuống vào sâu trong kìa, 47. Còn cao bao nhiêu? Cao từ dưới chân này. Cao 75 từ cái chân này nhá. Do lên nó mặt này là 75. Đấy. Cái giá trung bình ấy mà xưởng này
sản xuất ra một bộ này hoàn thiện nhá, phun phiếc các thứ đấy mà các chú mua là cái này là mua là chủ xưởng sẽ hoàn thiện, phun phiếc trà nhám sạch bóng luôn, nhẫn nhụ rồi phun VU mấy lần đúng không? Rồi rẻ đấy, ai muốn thích vec ly thì đánh vec ly, còn không thì sẽ phun, thì giá trung bình là 50 triệu một sản phẩm tủ tre đầy đủ hoàn thiện, gỗ cẩm, tủ trơn rất là đẹp nha. Nhìn này, từng phân gỗ này đấy, đây là quay trong nhà nên mình có thể là điện thoại nó không thể lộ tả hết đấy, những đường vân, những chi tiết của cái sản phẩm nhưng mà rất là đẹp. Đây thì mở cái cánh củ này, đây là cánh củ chè này, hai mặt đấy, đấy. Đó, nhau rất là đẹp. Cái tủ này nói chung là chỉ để trang trí thôi, đó, chơi thôi, chứ thường thường để đựng được rất ít đồ. 50 triệu một bộ đấy. Ở đây là xưởng này đóng tất cả trương kỷ đấy, đây là bàn của trường này, sập gụ, tất cả các loại sập đúng không? Thường thường là sập gụ và trường kỷ đấy, và đặc biệt cái này là chắc là không liên quan này. Đây là một trong những cái mặt tấm gỗ mặt của trường kỷ đúng không? Hàng trường kỷ dài dài, nhưng mà hàng này là nói chung là rất là VIP đúng không? Cẩm này là cẩm chun đúng không? Cẩm chun các bạn nhìn xem, để gỗ thô mới xẻ ra đấy nhá, xẻ mì nó vân như này này, mà khi mà nó trà nhám mà phun lên thì nó vân cẩm chun, hay này gọi là như kiểu là cẩm lu đấy đúng không? Nó cuộn đấy, rất là đẹp. Hàng này một cái bộ trường này mà sản phẩm ra thì phải là gấp cả mấy chục đến 100 cái bộ trường bình thường như kia đúng không? Đó, rất là giá trị, nên là hàng này là hàng của design rất giá trị, phải bỏ trong nhà. Đó, ok, thì mình quay sơ qua cái xưởng. Đấy, còn cô chú anh chị các bạn nào mà muốn mua sản phẩm giá tận gốc đó, thì có thể liên hệ trực tiếp đến chủ xưởng. Rồi, xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những cái video tiếp theo. Chào bác. Đây, lướt qua một cái sản phẩm này, bác mới trà nhám xong này. Trà nhám một hai nước này. Đấy, dẫn như này này. Trà rất là nhiều lần nữa thì mới... Có nghĩa là trà nhám này là hoàn thiện thô nữa đúng không? Đánh sơ. À, đánh sơ. Cho nó rút lông lá. Rút lông lá. Đi vào đó. Ok. Rồi, xin chào cô chú anh chị và các bạn nha.